Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục Thắp sáng niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên mạng xã hội đăng lời kêu gọi sự chung tay giúp đỡ đối với bé Nông Thảo Nhi ở xóm Quang Trung 1, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Mẹ mất, bố đi tù, bé sống với bà nội. Nhưng vừa qua, người bà lâm bệnh đã qua đời. Trước hoàn cảnh éo le ấy, đã có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ, mong bé có một cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Fanpage Cao Bằng Hóng và Hội Lái Xe Cao Bằng đã cùng vận động, sau vài ngày đã nhận được 37 triệu 300 nghìn đồng. Cả hai nhóm đã tổ chức trao số tiền trên cho bé Thảo Nhi trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình. Trước tiên, mời quý vị và các bạn xem những hình ảnh bé Nông Thảo Nhi sau khi bà nội mất. Bên trong ngôi nhà rách nát, không có một vật dụng gì đáng giá. Cô bé Thảo Nhi năm nay lên 7 tuổi, đầu vẫn chít khăn tang bà nội. Những hình ảnh này đã chạm đến lòng trắc ẩn của rất nhiều người, thôi thúc họ cần phải làm gì đó giúp đỡ bé, để bé có điều kiện học tập. Sau hơn 4 tháng, mẹ Thảo Nhi qua đời. Bố em bị đi tù vì vi phạm pháp luật. Những tưởng bà nội sẽ là chỗ dựa cho em, chăm sóc em mỗi ngày. Nhưng số phận trớ trêu, ông trời đã không cho em được một đặc ân cuối cùng, bởi bà em không may đã mất sau cơn tai biến. Từ ngày bà mất, trong ngôi nhà lụp sụp vốn đã gió thốc tứ bề, nay càng lạnh lẽo hơn. Thảo Nhi còn chú, nhưng gia đình chú cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày em sang nhà của người chú ăn cơm, nhưng đêm đến Thảo Nhi lại về ngôi nhà của mình. Và tất cả chúng ta thử tưởng tượng, một cô bé lên 7 tuổi, tối đến tự ngồi học bài trên chiếc giường này, và ngủ một mình giữa lạnh lẽo, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy xót xa. Nếu tuổi này sống ở thành thị, có nhiều bé cha mẹ vẫn phải bón cơm mỗi bữa ăn. Còn với Thảo Nhi, bé đã phải tự lập tất cả cho bản thân. Sinh ra mỗi người một hoàn cảnh, nhưng những cô bé cậu bé đang ở tuổi cần sự chở che chăm sóc của cha mẹ, không may mắn mất đi chỗ dựa, quả thật là không ai cầm nổi nước mắt. Sau mấy ngày vận động, hôm nay thành viên hai nhóm Bếp Cao Bằng Hóng và Hội Lái Xe Cao Bằng tổ chức đến trao số tiền mà các nhà hảo tâm đã tin tưởng gửi gắm giúp đỡ bé Thảo Nhi. Và rất vui, chỉ sau mấy ngày vận động, hai nhóm đã nhận được 37 triệu 300 nghìn đồng. Các thành viên mỗi người có một công việc khác nhau, đều rất bận rộn. Nhưng khi có thông tin về bé Thảo Nhi cần giúp đỡ, họ đã nhiệt tình vào cuộc. Cái fanpage Cao Bằng Hóng thì ngoài cái việc mà quảng bá du lịch Cao Bằng thì một trong những cái mục tiêu, cái tiêu chí mà fanpage Cao Bằng Hóng chúng tôi quan tâm đến đó chính là cái quan tâm đến những cái mảnh đời còn khó khăn trên các huyện của tỉnh Cao Bằng. Và nhận được cái thông tin này thì rất là tình cờ thôi. Một buổi sáng thì bình thường, vẫn như bình thường, thì khi mà lướt kiểm tra các comment trên fanpage thì có nhận được một tin nhắn từ một cô giáo của cháu Thảo Nhi. Cô giáo có nhắn một cái tin rằng là nhờ admin quan tâm và kêu gọi hỗ trợ giúp em về trường hợp này. Và qua cái rà soát thông tin thì thấy rằng ở đây là một trường hợp rất là đặc biệt,
mà chúng ta cần phải quan tâm để đùm bọc yêu thương hơn. Thì về cái cụ thể, về cái nguồn gốc, cái thông tin mà hoàn cảnh như cháu như thế nào rồi, có lẽ là khi mà mọi người xem phóng sự này cũng đã biết rồi, thì không cần phải nói lý do nữa. Và trong sau khi tiếp nhận được thông tin này thì chúng tôi đã đăng một cái nội dung trên fanpage là cộng đồng cùng chung tay để hỗ trợ cho cháu Thảo Nhi để làm sao mà cháu có một cái cuộc sống ổn định hơn. Và sau hơn một ngày đăng tin và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên mọi miền của Tổ quốc, là với tất cả là 165 nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã ủng hộ cháu Nhi. Sau khi có cái thông tin từ trên mạng xã hội kêu gọi là về hoàn cảnh của cháu Nông Thảo Nhi ở Lương Thông, Thông Nông Hòa Quảng, ban quản trị Halic Cao Bằng đã cùng nhau họp bàn và xác minh thông tin cho cháu Thảo Nhi bằng cách là kêu gọi các thành viên đóng góp để coi như là cho cháu có một cuộc sống ổn định hơn để được đi học tiếp, không phải lo về cái phần ăn mặc với cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt mình là lá lách đùm lá rách. Thì Halic Cao Bằng cũng mong sao chính quyền xã rồi là các nhà hảo tâm sẽ quan tâm cháu hơn nữa. Số tiền 37.300.000 đồng do hai nhóm vận động đã được thống nhất chuyển vào sổ tiết kiệm để tặng. Tiền sẽ được rút khi bé Thảo Nhi cần chi tiêu phục vụ cho cuộc sống và học tập. Một hoàn cảnh cần giúp đỡ đã được giúp đỡ. Đến trao tiền cho bé, chắc hẳn những người đứng ra vận động quyên góp, họ đã rất vui bởi họ đã làm được một việc không chỉ ý nghĩa đối với bé Thảo Nhi, với cộng đồng, mà bản thân họ cũng thấy hạnh phúc. Khi mà cầm với cái số tiền lớn như vậy, với tổng số tiền của hai nhóm Cao Bằng Hóng và Hội Lái Xe Harley tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền là 37.300.000, thì thực ra thì từ trước đến giờ đấy, khi chúng tôi làm chương trình thiện nguyện ấy, thì là kêu gọi được bao nhiêu đến ủng hộ bà con và trao quà xong là xong. Tuy nhiên ở đây là một trường hợp khá đặc biệt do cháu là chỉ có học lớp 2 thôi. Cái cảm nhận mà giúp được cho bé và cảm nhận mang cái tình cảm của các nhà hảo tâm gửi gắm đến cho bé, đấy chính là một cái những cái cảm xúc mà đến bây giờ mà tôi vẫn cảm thấy rác như là vẫn đang lâng lâng. Người ta thường nói rằng là cho đi là còn mãi, và một điều trăn trở nhất đối với tôi ngay lúc này đó chính là với mong muốn làm sao gia đình, các chú cô tạo điều kiện phối hợp với chính quyền địa phương để làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội để cháu có một cái cuộc sống, một cái môi trường học tập nó tốt hơn. Những bộ quần áo đã qua sử dụng được giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng mà bé Thảo Nhi vừa nhận từ đoàn từ thiện. Bé rất thích, bởi khi gia đình còn đầy đủ bố mẹ, bé cũng chưa thể đủ quần áo để mặc. Giờ đây, bé đã mất đi những người thân yêu thì việc mua được bộ quần áo mới là điều rất khó. Thế nên, quần áo đã qua sử dụng, nhưng còn tốt, đó cũng là món quà quý. Chú gấu bông mà bé vừa nhận cũng là món quà làm bé thích thú. Nó sẽ là người bạn sau mỗi giờ tan học trở về. Phía trước của bé Nông Thảo Nhi sẽ còn nhiều gian nan. Bởi như chúng tôi đã nói ở phần đầu trong chương trình này, bé còn chú là nơi nương tựa duy nhất. Nhưng gia đình người chú cũng nghèo, vì vậy khó có thể giúp bé được cả một hành trình dài. Những chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng là số kinh phí giúp cho bé bước đầu. Nhưng để lâu dài thì bé cần một gia đình mới, đó là Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, nơi nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chuyên mục Thắp Sáng Niềm Tin tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Con tim luôn nhắc lòng nhân ái, thuần thức